Xin chào tất cả các bạn. Khắc dấu Nam Việt xin phép được giới thiệu mẫu dấu đa tất toán. Đa tất toán được sử dụng phổ biến và thông dụng trong các giấy tờ văn bản, nhất là các bạn chuyên làm hồ sơ giấy tờ của ngân hàng hay các tổ chức tín dụng. Đa tất toán với mức giá từ 90.000 cho đến 110.000 là mẫu dấu cơ bản được sử dụng. Cách sử dụng rất đơn giản như sau. Với những thao tác gọn nhẹ như vậy, chúng ta đã có hình ảnh dấu đã tất toán rất sắc nét, giúp hoàn tất hồ sơ giấy tờ một cách đơn giản và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ với Nam Việt để sở hữu con dấu tiện dụng này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt.